được cái 25 hết là dữ lắm rồi. Mấy cái cỏ kè á, người ta mà khỏe quá trời hòa bà luôn á. Dạ. Ta có thử nhà thử mấy cái kia rồi. Dạ không phải giúp qua thai là thằng Phạm Thiên, qua thai nó chỉ có là thằng Quỳnh 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 Quỳnh. Xin chào bé Hồ Đông, xin chào các bạn có lần chia sẻ live stream với mình đẳng nha. Xin chào cô bé mùa đông, xin chào các bạn vui lòng chia sẻ live stream với mình đẳng nha. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ live stream với những sản phẩm mới nha các bạn. Xin chào các bạn. Các bạn thân mến, mà ngày hôm trước chúng ta đã live stream cái loa rồi đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái sản phẩm mới cho các bạn. Cảm ơn bạn Nhân Phạm cho các bạn chúng ta tham khảo ha. Và những người bạn nào mà chúng ta quan tâm những sản phẩm nào có điểm máy viết, ta cứ comment tại đây nha, mình đang sẽ tư vấn ngay cho các bạn luôn. Và trong buổi live stream hôm nay có lẽ là xin chào bạn Văn Kiểm, xin chào bạn Nhân Phạm, cảm ơn bạn rất là nhiều. Và nếu như mà các bạn chúng ta quan tâm những sản phẩm nào thì chúng ta cứ comment nha các bạn. Hôm nay ngoài trời đang mưa, đang bị mắc mưa ướt nhẹp. Rồi các bạn thân mến, vào ngày hôm nay thì chúng ta sẽ live stream một cái dòng sản phẩm mới nào thì các bạn chúng ta hãy cùng chờ đợi và chia sẻ live stream trước thì mình đã nha. Rồi các bạn nào mà chúng ta chưa có quan tâm đến, chưa có biết những sản phẩm ở đây thì ta đợi tí xíu nữa mình sẽ tư vấn ngay cho các bạn. Và trong buổi tối ngày hôm nay ta sẽ live stream ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu lúc 19 giờ đến 20 giờ. Và các bạn nào mà chúng ta chưa có từng mua hàng ở đây thì chúng ta hãy nghe thật kỹ những sản phẩm mình đang sẽ sắp mở ra sau đây cho các bạn xem. Và ở đây thì mình đã nói trước nha, mua sản phẩm nào sẽ cũng được tặng quà tặng hết trơn nha các bạn. Các bạn mua bất kỳ sản phẩm nào trên đây, xin chào bạn quay đoàn cũng sẽ được nhận quà tặng nha các bạn. Và các bạn hãy nhớ chia sẻ live stream với mình đã nha. Mua sản phẩm nào thì cũng được nhận quà tặng hết nha các bạn ơi. Nhanh chóng chia sẻ nha. Nếu như mà các bạn chúng ta mua bất kỳ một sản phẩm nào trên live stream này sẽ được tặng những cái con này, giúp cho các bạn chúng ta sẽ giải trí sau những giờ làm việc rất là mệt. Và các bạn hãy nhanh chóng chia sẻ live stream với mình đã nha. Tại vì ở đây thì chúng ta sẽ có khá là nhiều những sản phẩm thú vị. Và nếu như mà các bạn chúng ta quan tâm những sản phẩm này, chút xíu đây mình đang sẽ giới thiệu sản phẩm thời trang, cực kỳ thời trang cho các bạn luôn. Nên các bạn chúng ta hãy cùng chia sẻ live stream trước nha. Mình đã có tư vấn em biết hát gì, giọng nói ngọt ngào quá vậy. Dân ạ, cảm ơn bạn. Thật ra thì nó cũng không có bí quyết gì đâu bạn ơi. Mỗi người thì có sẽ một cái gọi là sao ta, chất giọng riêng. Và nếu như các bạn chúng ta muốn tập, muốn luyện thành MC thì mình đã có thể hướng dẫn các bạn được. Còn đó là hướng dẫn các bạn có một cái giọng nói như thế nào để cho nó ngọt ngào gì đó thì không có biết nói bằng cách nào luôn. Hãy nhanh chóng chia sẻ giùm mình đẳng nha các bạn, nhanh chóng chia sẻ nha. Và nếu như mà các bạn chúng ta chưa có chia sẻ thì chúng ta nhanh chóng chúng ta mở live stream lên cùng cho tất cả mọi người chút xíu nữa mình đang sẽ tư vấn cho các bạn những cái sản phẩm khuyến mãi hấp dẫn. Và nếu như các bạn chúng ta mua trên live stream sẽ được giảm giá, cực kỳ giảm giá luôn nha các bạn. Nên các bạn cứ yên tâm, những sản phẩm bán trên đây là những sản phẩm sẽ được bảo hành cho các bạn. Và đặc biệt là giảm giá trong khung giờ live stream, chỉ trong khung giờ live stream mới được giảm giá thôi. Nên các bạn chúng ta hãy đừng có ngại, đừng chờ đợi, đừng có ngờ ngại. Và chúng ta hãy nhớ chia sẻ cho mình đã nha. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có cái sản phẩm nào thì chốc lát nữa đợi đông đông tí xíu, chia sẻ nhiều nhiều tí xíu, mình sẽ tư vấn cho các bạn. Đây, còn cái con này là con quà tặng cho các bạn trong những khung giờ live stream.
Vâng, bạn quen mùa đông cũng không hẳn đâu ạ. Các bạn nhớ chia sẻ nha, và mua hàng trong khung giờ livestream sẽ được tặng những con này đây các bạn. Và đây là những quà tặng ưu đãi cho các bạn, ưu đãi cực kỳ, vừa giảm giá vừa tặng quà cho các bạn luôn. Hãy nhớ chia sẻ livestream dùm đẳng nha, nhanh chóng lên mọi người ơi. Rồi, nhanh chóng chia sẻ lên ha. Và nếu như mà các bạn nào mà chúng ta chưa có mua hàng ở đây và các bạn chúng ta muốn được tư vấn sản phẩm nào đó thì chúng ta cứ đợi tí xíu nữa, mình sẽ tư vấn ngay cho các bạn luôn. Con này rất là dễ thương, rất ư là dễ thương luôn đó các bạn. Xin chào chị Ánh Hồng Trần, hôm nay có bao nhiêu con vậy chị? Chị Ánh Hồng Trần có lấy thêm không? Sẽ ưu đãi thêm cho chị Ánh Hồng Trần luôn nha. Trong đây thì nó có cái miếng này, chị Ánh Hồng Trần nó có miếng đó, là nó dướng vào trong đây hay là dướng tùm lum hết đó. Chị Ánh Hồng Trần có nhận thêm không? Sẽ giảm giá đặc biệt cho chị Ánh Hồng Trần luôn. Nhanh chóng chia sẻ mọi người ơi. Mọi người nếu mà chúng ta quan tâm đến những cái sản phẩm này, xin chào Như Quỳnh. Quan tâm những sản phẩm này thì ta cứ comment tại đây. Những sản phẩm sẽ giới thiệu ngày hôm nay, những sản phẩm giảm giá, cực kỳ giảm giá cho các bạn luôn đấy. Và nhớ một điều là chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái ưu đãi cho các bạn khi mà chúng ta mua livestream ha. Mua trên livestream và sẽ trở thành khách hàng thân thiết của điểm máy VIP. Và bên cạnh đó thì các bạn chúng ta cũng sẽ được nhận những cái ưu đãi là những cái quà tặng của chương trình nha. Con này là dây màu vàng rất là đẹp. Cười đi con. Nhanh lên nha mọi người, nhanh lên nha. Chị Ánh Hồng Trần có lấy thêm không? Khuyến mãi ưu đãi hấp dẫn cho chị đây. Xin chào Phan Minh Luận. Ba con nói là coi chừng một ngày nữa là hết đấy. Nhanh tay lên mọi người ơi, cái con này là cái con nhanh chóng chia sẻ đi ạ. Ok, chị Ánh Hồng Trần ưu đãi riêng cho chị luôn, nhưng mà phải từ 20 con trở lên kìa. 20 con thì mới được ưu đãi riêng cho chị. Con này bán rất là dễ dàng thôi, với số giá vậy thì 20 con chị bán mấy hồi đúng không ạ? Nhanh chóng chia sẻ đi ạ. Rồi mọi người nhớ chia sẻ livestream cho đẳng nha. Rất là dễ thương, rất là dễ thương luôn các bạn. Hãy cùng chia sẻ livestream nha. Cái con này với giá lẻ là 30.000 đồng nha, 30.000 đồng một con. Đây là loại một nha các bạn, đây là loại một nha, chứ không phải là những cái con mà bình thường có nhiều con loại khác, là loại mấy ngàn, mười mấy ngàn, những con cái loại khác là nó sẽ không có bền và sẽ dễ bị hư. Còn những con này là con loại một, chúng ta không có sợ ha các bạn. Nhanh chóng chia sẻ livestream nha, rất là dễ thương. Chúng ta chỉ cần chị Ánh Hồng Trần là khách hàng VIP rồi, chúng ta nếu mà chúng ta mua sẽ được giảm giá như thế, với điều kiện là 20 con sẽ được giảm giá. Bảo đảm với chị là sẽ không có không có sợ bán không được đâu ạ. Cái này vẫn là 20 con nha bạn Phạm Minh Luận, 10 con là 100.000 không giảm giá nha. Hôm nay không giảm giá nha, vẫn là 20 con nha các bạn. Và vẫn là 5 con, 1 con là 30.000 và 5 con là 100.000, vẫn là giá như thế, không giảm giá nha. Không giảm giá, vẫn là 5 con 100.000 nha các bạn. Chị Ánh Hồng Trần là khách hàng VIP, chị Ánh Hồng Trần đã mua hàng ở đây rất là nhiều rồi, cho nên chị sẽ được ưu tiên chứ không phải là chúng ta giảm giá nha. Chị rất thích nghe giọng nói. Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Chị Phạm Nhân hay Phạm Nhàn đó, là cảm ơn chị nhiều ha. Xin chào bạn Lợi. Rồi các bạn nhớ chia sẻ nha. Rồi mọi người nghe chia sẻ livestream giùm đẳng nha.
Dạ ok rồi, chốt dánh hồng trần luôn. Chốt dánh hồng trần luôn hả chị? Rồi. Rồi các bạn nhớ chia sẻ livestream và Đặng sẽ gửi lại cho chị ánh hồng trần. Rồi cảm ơn chị rất là nhiều. Hôm nay là giảm cho các bạn, nếu như các bạn chúng ta mua là 3 con, 1 con là 30.000 đúng không ạ? Nhiều 3 con thì chúng ta mua với giá là 69.000 đồng, còn 5 con là 100.000 đồng. 5 con 100.000 đồng ha. Cho nên đó là các bạn nào mà chúng ta mua hàng là mua thường xuyên trên livestream thì sẽ là khách hàng VIP của chương trình và sẽ được giảm giá cực kỳ ưu đãi. Khi các bạn là khách hàng VIP các bạn sẽ được giảm giá. Các bạn sẽ được giảm giá nha. Nếu các bạn chúng ta mua thường xuyên trên livestream, chỉ cần các bạn mua một lần thì các bạn chúng ta sẽ được giảm giá tính luôn cho các bạn là khách hàng VIP nha. Nếu các bạn chúng ta mua một lần trên livestream là khách hàng VIP và những lần sau chúng ta sẽ được giảm giá. Phan Minh Luận, ủa cá gì vậy em? Cá độ hay cái gì? Đây ngày hôm nay thì chúng ta vẫn còn cái này ha. Các bạn hãy nhớ chia sẻ nha. Các bạn chỉ cần mua hàng một lần trên livestream thôi, các bạn sẽ là khách hàng VIP của chương trình livestream những lần sau và chúng ta sẽ được giảm giá khác biệt so với những khách hàng khác. Và giá này là gọi là giá bù lỗ cho các bạn đấy. Còn với các bạn chúng ta mua với giá là 30.000 một con, 3 con là 69.000, 5 con là 100.000. Đúng rồi, cô bé mùa đông là khách hàng vừa VIP vừa fan cứng nên mới được giảm giá cho bạn các bạn. Bạn cô bé mùa đông mua hàng rất là nhiều trên livestream rồi cũng sẽ được giảm giá những lần này ha, và nếu như các bạn mua sẽ được giảm giá đặc biệt cho bé mùa đông luôn. Cô bé mùa đông có mua mấy con này không sẽ được giảm giá đặc biệt riêng cho bạn luôn á, tranh thủ nha. Và những khách hàng là chúng ta mua đều có hóa đơn tại đây thì chúng ta sẽ là khách hàng VIP khi mà mua trên livestream nha các bạn. Và tất cả những mặt hàng kể cả điện thoại di động, kể cả phụ kiện các bạn mua vẫn được giảm giá. Tại vì các bạn đã được là khách hàng VIP rồi, các bạn ta sẽ được giảm giá tất tần tật những cái sản phẩm trên đây. Nên là các bạn chúng ta hãy cùng chia sẻ livestream với Đặng nha. Và là con cái gì vậy Phạm Minh Luận, anh không biết luôn á. Rồi các bạn ơi, đây nha, 30 con, 30.000 một con, 3 con 69.000, 5 con 100.000, lẹ lẹ mãi vô mọi người ơi. Lẹ lẹ mãi vô nha mọi người, nhanh tay lên, nhanh tay lên. Nếu như các bạn chúng ta trở thành khách hàng VIP, chúng ta có thể mua bất cứ sản phẩm nào cũng được giảm giá hết nha. Và ngày hôm nay thì sản phẩm giới thiệu các bạn đó là một chiếc đồng hồ thông minh. Hiện tại thì với chiếc đồng hồ thông minh này chúng ta sẽ xin được chào bạn Dung Trang. Các bạn nhớ chia sẻ nha, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ livestream với chiếc đồng hồ thông minh này. Các bạn chúng ta có thể sử dụng với chiếc điện thoại smartphone của mình, kết nối rất là đẹp và kiểu dáng rất là tốt luôn. Hiện tại thì giá của chiếc đồng hồ này là 450.000 và các bạn mua trên livestream sẽ giảm cho các bạn còn 400.000. À xin lỗi các bạn. 399.000. Các bạn đây là giá niêm yết là 400.000, các bạn mua livestream sẽ giảm còn 399.000 đồng và tặng các bạn một cái con luôn. Để bằng một cái con nhúng này luôn cho các bạn chúng ta đem về nhà ta chơi ha. Đây giá là 450.000 giảm còn 399 duy nhất trong khung giờ livestream ngày hôm nay. Và đây là chiếc đồng hồ rất là đẹp, mặt kính rất là sang trọng nha các bạn. Chúng ta có thể đeo và chúng ta có thể nhận cuộc gọi, các gọi với các bạn ta xài điện thoại iPhone Android á, chúng ta có thể sử dụng qua cái áo hợp cái đồng hồ luôn hả? Áo hợp với đồng hồ luôn mọi người ơi. Mọi người nhớ chia sẻ livestream nha. Đây là chiếc đồng hồ đeo tay cho các bạn, chúng ta có thể kết nối với chiếc điện thoại smartphone của mình. Các điện thoại Android hay là iOS thì ta xài vẫn được nha các bạn. Đây. Đây mọi người nhớ chia sẻ livestream nha mọi người. Đây cái này là 450. 450 sẽ giảm còn 399.000 đồng nha. Đây cái dây thì sau đây nó có cái nút bấm rất là đẹp. Và nếu như mà 399.000 đồng nha, các bạn mua sẽ được tặng thêm. Ở đây là nó màn hình, nó bằng nhôm rất là đẹp các bạn. Đây rất là đẹp luôn. Đó, rất là đẹp.
Đây, nó bôi trời rất là đẹp. Các bạn cần mua thì ta chia sẻ giùm Đẳng nha. Ở đây thì nó có hẳn cho các bạn nữ chúng ta xài màu hồng được. Đây, gel màu hồng cho các bạn nữ. Đây ạ, gel màu hồng các bạn nữ đây. Kiểu dáng gel iPhone rất là đẹp nha. Gel màu hồng cho các bạn nữ ta có thể sử dụng 450 giảm còn 399.000 đồng thôi các bạn. Nhanh tay lên nha, chúng ta có được quà tặng là một cái bé nhúc nhích này nữa nha các bạn nha. Đây, nhanh chóng chia sẻ dùm chương trình ha các bạn. À, nhớ chia sẻ dùm chương trình. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có chiếc đồng hồ thông minh để giúp các bạn chúng ta có thể nhận được cuộc gọi và chúng ta có thể thấy được tin nhắn khi các bạn kết nối qua cái chiếc đồng hồ này với cái máy điện thoại của mình, thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể ra ngoài, chúng ta không cần móc điện thoại ra. Các bạn sợ là bị giật các kiểu này kia thì chúng ta cứ mua cái này để chúng ta đeo vào tay của mình là nó rất là ổn luôn nha các bạn. Đây là các bạn nữ thì xài dây màu hồng ha, các bạn nam thì có thể xài màu xanh hoặc là màu đen. Đây là cái dây nữa, sau là nút bấm đó các bạn, chúng ta sẽ bấm lại đây nha. Yeah. Dây này rất là dẻo luôn, chúng ta sẽ bấm vào đây, chúng ta sẽ chọn vào đây là chúng ta sẽ đeo được cái nút bấm này, rất là đẹp nha. Yeah. Rất là đẹp luôn, 399.000 đồng thôi mọi người ơi. À, các bạn không có sợ đi ra ngoài đường bị giật này kia, cái này thì nó sạc pin nha, nó sạc pin đây, nó sạc pin nha. Yeah, nó sạc pin là nó sạc pin ở đây thì sạc pin, ở đây thì có chế độ chỉnh giờ này. Các bạn nhớ chia sẻ giùm Đẳng nha các bạn. À, cái này là nút nguồn luôn. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ livestream giùm Đẳng đi ạ. À, chia sẻ nha mọi người. Mọi người chia sẻ livestream nhé, để coi cái nào còn pin không, mở cho mọi người xem. À, cái này là 450 giảm còn 399.000 đồng đây các bạn. Mọi người chia sẻ livestream nha. À, mọi người nhớ chia sẻ livestream ngày hôm nay, cái này là 450 giảm còn 399.000 đồng nè các bạn. Đây, khi mà các bạn chúng ta đeo vào thì rất là dễ dàng nha, ta có cái nút. Đây, chúng ta sẽ có một cái nút ở đây nha, các bạn bấm vào rất là dễ dàng, tại vì đã có một tay nữa không theo được. À, Phượng Phượng ở đây cửa hàng điện máy VIP Phượng ơi, điện máy VIP ở tại phường 5. À, máy VIP ở tại phường 5 Phượng. Cái này thì giá là 450 giảm còn 399 trong livestream nha các bạn. Nên một tay thì thay vì hai tay gài mới được, một tay gài không được đây. Đây. Các bạn chỉ cần bấm vào thế là xong nha. Xong ta giật ra. Bấm vào và giật ra thôi. Rồi vậy xong rồi chúng ta sẽ nhét vào dây vào đây. Nó không có rớt đâu được hết trơn. Rồi. 499.000 đồng. À, ở xin lỗi các bạn, 450 giảm còn 399.000 đồng. À, chị ơi, chị đang xài, ví dụ nha, chị đang xài cái điện thoại gì, smartphone, thì chị sẽ mở cái này lên, chị sẽ kết nối cái điện thoại với cái đồng hồ này, chị đeo vào tay, thì khi mà cuộc gọi tới nó sẽ hiển thị lên cái đồng hồ này luôn, hoặc là tin nhắn tới nó hiển thị lên cái đồng hồ này luôn, thì chị không cần mở điện thoại ra, chỉ cần coi đồng hồ này, à có người này gọi tới nè, thì nó sẽ liên kết với nhau, là chúng ta chỉ cần bấm nghe đây luôn, nếu mà chúng ta không gấp, bấm nghe ở nhiều cái đám ngoài đường rồi vậy đó, thì người ta sẽ trả lời được, coi tự động trả lời luôn cho mình đó. Duy nhất ngày hôm nay chúng ta sẽ giảm trên livestream còn 450 giảm còn 399.000 đồng và trở thành khách hàng VIP của những lần sau chúng ta mua hàng được giảm giá nhiều hơn nữa. Cái chiếc đồng hồ này thì nó là chiếc đồng hồ bình thường, nó không phải là chiếc đồng hồ chính hãng của Apple, tại vì của Apple thì nó tới mấy chục triệu. Đây là chiếc đồng hồ dành rất là phù hợp với các bạn chúng ta kinh doanh hay đi ngoài đường hay hội họp gì đó, mà chúng ta bỏ điện thoại vào trong giỏ và chúng ta không có nghe hay điện thoại đến, nhưng mà chúng ta đeo cái điện thoại này, chúng ta đeo cái này vào và chúng ta có thể sử dụng được. Và các bạn nữ thì xài màu hồng cực kỳ sang trọng nha, các bạn nữ màu hồng cực sang trọng luôn, rất là đẹp luôn các bạn, màn hình rất là đẹp, da đây bằng nhôm rất là chắc chắn luôn, không có bị sét, không bị rỉ sét đâu.
các bạn chúng ta đến đây ta có thể sử dụng được, và trong đây có thể sử dụng sim độc lập luôn các bạn, có thể sử dụng sim độc lập luôn cho các bạn luôn đấy. Mở cho các bạn nha. Ở đây thì nó trong đây nó có thể sử dụng sim luôn nha các bạn, có thể dùng sim độc lập luôn, có thể dùng một sim độc lập giống Squad iPhone, đúng rồi bạn Phượng. Cái này là bạn bạn xài cái kiểu như là Android thì nó sẽ nhận được tin nhắn cuộc gọi luôn á. Đây trong đây nó sẽ có luôn hẳn là cái sim có thể nhớ luôn các bạn, sim thẻ nhớ pin ha, pin sim thẻ nhớ ta gắn vào ta sử dụng thôi. Đây da màu hồng rất là đẹp, đeo thời trang cực kỳ thời trang và sang trọng luôn. Chúng ta sử dụng những điện thoại smartphone bình thường, chúng ta không cần phải mua cái smartwatch app của. Ok bạn Phượng chạy qua liền đi bạn ơi. Ở đâu mà chạy qua vậy em? Em đang ở đâu vậy Phượng? Ở đây thì đang giảm giá luôn cho các bạn, mua tại chỗ sẽ được giảm giá là 399.000 đồng. Trong livestream sẽ được tặng thêm một con này nữa. Đây là khung giờ ưu đãi thôi, ưu đãi trong livestream thôi nha bạn. Còn ngoài livestream ra giá là 450 bình thường nha. Đây. Rồi, màu hồng rất là đẹp. Màu hồng các bạn nữ xài rất phù hợp, và nếu các bạn nam chúng ta có thể xài màu xanh ha. Màu xanh thế này. Ở đây là những chiếc thời trang và các bạn chúng ta có thể sử dụng được tất cả các dòng điện thoại smartphone. Có cục sạc không? Cho tôi mượn sạc đi. Hết đi. Khởi động lên cái các bạn xem. Có cáp này. Rồi mọi người chia sẻ livestream nha các bạn. Rồi ở phường 7 chạy lại đi Phượng ơi. Phường 7 chạy lại bạn test luôn cũng được. Sạc cho bạn test luôn cũng được nè. Dạ rất là đẹp luôn, chánh hồng trần. Cái này thì mà các bạn mà đi công tác ngoài, đi hội họp. À, bạn bị lừa sao vậy Phượng? Tụi bị lừa gì vậy? Nói anh Đặng nghe coi. Ở đây thì các bạn mua có bảo hành cho các bạn không sao hết. À, cái này màu hồng đẹp lắm nè, Phượng đeo rất là hợp. Xin chào Hot Boy Hoài Nam. Nhớ là còn thiếu chầu trà sữa nha bạn. Đồ trên mạng xã hội luôn mà còn không chung nữa là cũng lạ lắm anh em. Rồi mọi người nhớ chia sẻ livestream nha các bạn ơi. Mọi người chia sẻ livestream hình ảnh nha các bạn. Mọi người chia sẻ nha, cái này nó không lên mọi người ơi, nó không lên mọi người. Sao vậy? Sao vậy? Nè sao này nó không lên vậy? Mở lên. À cục pin scuba. Gắn cục pin mà nó không có scuba. Nó muốn tắt, nó tắt rồi. Còn cái màn là hồng không? À, Hoài Nam ơi, mình nhớ người ta thì mình thiếu thì mình quên, chứ người ta chúng mình phải nhớ chứ, người ta thiếu mình phải nhớ chứ. Sao chừng nào chưa có ăn được ly trà sữa này là còn ghim trong mình hoài luôn. Rồi các bạn ơi, các bạn rồi bạn Phượng ơi, có thể chạy lại phường 5 nha Phượng. Phường 5 gần vòng xoay chợ ngã năm này nha. Vòng xoay chợ ngã năm nè, mới có nha. À, mình điện thoại được không ăn? À cái này điện thoại vẫn được nha bạn. Xin chào Mỹ Duyên. Bạn Nhung Trang, cái này là vẫn có chức năng điện thoại mà, trong này nó vẫn có sim bình thường mà bạn. Đây, cho các bạn xem đây. Trong này nó vẫn có sim, còn không sim thì chúng ta... Trong này nó vẫn có sim bình thường. Trong này nó vẫn có sim bình thường cho các bạn. Cái này tuổi trẻ là hợp đúng không? Tuổi trẻ, tuổi lớn thì mặt cũng hợp. Cái này đang có sim có thể nhớ luôn. Cái này cũng vậy nữa nè. À, các bạn chúng ta trong đây thì nó sẽ có nó sẽ có sim có thể nhớ luôn.
các bạn chia sẻ livestream giùm Đẳng nha. Rồi và đúng rồi, điện thoại rất là đẹp. Rồi mọi người nhớ mọi người chia sẻ livestream giùm Đẳng ha. Ở đây thì có nhiều dòng sản phẩm cho các bạn chúng ta lựa chọn, và các bạn ta mua trong khung giờ livestream sẽ được giảm giá đặc biệt nha. 450 cộng 399.000 đồng tặng cho các bạn những cái con này để các bạn chúng ta có thể sử dụng luôn ha. Nhanh tay lên nha mọi người. Vâng ạ, đây đây là cái màu đen. Đây các bạn thấy màn hình mình đang khởi động lên cho các bạn. Xin chào Mỹ Duyên ạ. Đây. Đây mình đang khởi động lên cho các bạn. Ở đây chúng ta có chụp hình rồi nha các bạn nha. Ở đây thì chụp hình chúng ta cũng tạm thời thấy rõ thôi, rất là đẹp. Thấy các bạn. Chúng ta sẽ nó rất là nhạy, cảm ứng rất là nhạy luôn. Thấy đây màn hình cảm ứng các bạn. Ở trên đây nó sẽ có giờ cho các bạn đây, màn hình nó sẽ có giờ đây màu xanh. Rồi. Đây, khởi động lên rồi, rất là đẹp đây. Xin chào. Và đây là cái điện thoại, ở đây là cái đồng hồ mà các bạn có thể sử dụng điện thoại chức năng riêng biệt luôn, nó có SIM và kết nối Bluetooth luôn cho các bạn luôn. Và nếu như các bạn chúng ta kết nối Bluetooth thì chúng ta cần vào cài đặt kết nối Bluetooth thì chúng ta kết nối với cái máy điện thoại của mình là chúng ta có thể sử dụng được. Song song hai cái. Đây, rất là đẹp các bạn, rất là sáng. Và pin này thì chúng ta có thể là tự sạc được các bạn nha. Pin này tự sạc được. Đây, bấm lên là coi giờ. Đó, rất là đẹp đúng không? Cái này thì nếu như mà các bạn chúng ta mua trong giờ livestream thì chúng tôi sẽ giảm giá cho các bạn từ 450 còn 399.000 đồng, tặng cho một cái con thú nhúng luôn cho các bạn nhà chơi nha. Nhớ chia sẻ livestream giùm Đẳng ha các bạn. Chúng ta sẽ có sẵn cái màu hồng, màu đen, màu xanh, các bạn thích hợp màu nào thì chúng ta xài màu đó. Và chỉ trong khung giờ livestream này chúng tôi mới giảm giá cho các bạn thôi. Và nếu như các bạn mua ngoài giờ livestream thì ta vẫn giá là 450 bình thường như giá niêm yết. Giá niêm yết của công ty của chúng ta là 450 nha các bạn ha. Đồng hồ này kết hợp rất là đẹp luôn nè. Đây. Đây là nguyên hộp đây. Smartwatch. Đây, nguyên hộp nha các bạn. Và các bạn nào chúng ta chia sẻ livestream thì chia sẻ lẹ lên giùm Đẳng nha. Nhanh tay lên mọi người. Đây là cái chiếc đồng hồ thông minh, các bạn có thể sử dụng với cái chiếc điện thoại của mình và cái kiểu dáng nó như iPhone. Tại vì cái này thì cái dây nó rất là thích hợp, các bạn ta đeo là dây nút bấm nha. Đây, nút bấm đây. Đó, nút bấm thì khi chúng ta xong rồi chúng ta sẽ nhét vào trong đây là được. Rất là đơn giản luôn. Đó, khi mà chúng ta xài thì chúng ta có thể thoải mái nghe gọi trên đây luôn. Rồi. Nghe gọi trên đây luôn ha. Đây. Các bạn thấy nó sẽ có rất là nhiều những cái biểu tượng, các bạn thấy không ạ? Biểu tượng ở đây ở giữa là cái đồng hồ là có bao nhiêu giờ. Còn ở bên đây á là nó sẽ có báo thức. Nó có báo thức nữa nha. Rồi nó có bàn tính nè. Rồi xong đây là cái gì? Nó có thời gian khởi động. Rồi xong nó sẽ có một cái nghe nhạc. Có một cái thiết bị Bluetooth. Rồi có reminder là tức là kiểu chuông cả cái nào hãy điều khiển từ xa bằng qua Bluetooth luôn đó. Rồi đếm thời gian chạy, thời gian bước đi gì đó các bạn, rất là nhiều luôn. Nhưng mà đặc biệt ở giữa nó sẽ là cái đồng hồ cho các bạn ta xem mấy giờ, ta bấm lên tiết kiệm pin rất là nhiều tắt ha. Đây chúng ta có thể, đây các bạn thấy không ạ? Nó có hiển thị pin, nó có hiển thị pin, nó có hiển thị cuộc gọi nè các bạn. Hôm nay nó có hiển thị thời gian đây. Đó, thời gian cuộc gọi tin nhắn, thấy chưa? Đây, chúng ta bấm về thì nó sẽ ra giờ, rất là đẹp luôn. Mình đã nghĩ rằng rất là đẹp, phù hợp cho các bạn chúng ta sử dụng luôn á. Và mua ngày hôm nay sẽ được giảm giá cực kỳ nha. Nó sẽ được giảm giá cực kỳ nhiều luôn. Nhanh tay lên mọi người, cái chiếc đồng hồ này màu xanh, màu hồng, màu đen nha. Màu xanh, màu hồng, màu đen, các bạn chúng ta thích màu nào thì cũng được hết. Nhanh tay lên các bạn, đây rất là nhiều loại. Xin chào bạn Nguyễn Minh, chào bạn.
Đây sẽ giảm giá còn 399.000 đồng duy nhất trong buổi livestream ngày hôm nay các bạn ạ. Duy nhất trong buổi livestream ngày hôm nay luôn nha. Các bạn nhớ chia sẻ nha. Đây, rất là đẹp, rất là sang luôn. Còn 399.000 đồng cho các bạn. Tặng cho các bạn thêm hai con thú nhúng nữa, trị giá 60.000 nữa. Giảm tức là giảm các bạn hơn 100.000 trong ngày hôm nay đó. Mua trong livestream được giảm theo giá niêm yết nha các bạn nha. Đây, đeo được rồi đây. Nãy giờ lay hoay đeo hoài không được. Các bạn nhớ chia sẻ livestream nha các bạn. Chúng ta gắn dây vào, chúng ta sẽ chọn một cái địa điểm nào đó cái tay mình nó vừa, chúng ta sẽ bóp vào cái nút này nha các bạn ha. Rồi đây, rất là phù hợp, rất là đẹp. Và nếu như các bạn ta xem giờ, ta chỉ bấm vào đây thì nó sẽ hiển thị giờ lên cho các bạn xem luôn. Và các bạn ta bấm lần thứ hai thì nó sẽ hiển thị lên một cái ứng dụng cho các bạn. Để em đeo giùm cho, cảm ơn bạn. Đây, nó sẽ có hiển thị số điện thoại gọi nha các bạn nha. Các bạn gọi điện thoại được. Cảm ơn, rất là nhẹ luôn, nó không có có thể là gọi bằng Bluetooth hoặc là gọi bằng điện thoại luôn, các bạn trực tiếp trên đây luôn cũng được. Nhận tin nhắn luôn nha các bạn. Rồi, chia sẻ livestream nha cả nhà. Điện thoại Samsung kết nối được nha bạn. Đúng rồi bạn, rất là hợp với cái áo luôn. Đó, đây. Biết sao mà lựa cái áo với màu hợp dữ. Áo màu hồng hợp với mặt, áo màu hồng đỡ đau. Rồi mọi người chia sẻ nha. Samsung kết nối vẫn được bình thường nha bạn. Tất cả đồng hồ rất là đẹp, cái tay các bạn tròn đeo rất là đẹp. Tại vì này không có sợ nó chật hay không chật các bạn, thì nó có cái nút bấm ở phía sau thì chúng ta không có sợ ha. Giảm giá cho các bạn 450, chúng ta còn 399.000 đồng tặng cho các bạn hai thú nhúng luôn, về nhà nhúng chơi cho vui. Dây này là dây mũ. Dây mũ nhưng mà cái này thì nó rất là tốt, các bạn có thể cái này ở phía trên đây là nó tất thần thật của nó là bằng inox nhôm. Chúng ta có thể sạc được cho điện thoại của mình, có thể sạc được đó các bạn. Đây. Xin chào bạn Kim Ngân, giá là 450, giá niêm yết, đúng với niêm yết 450, chúng ta sẽ giảm còn 399.000 đồng tặng cho các bạn hai thú nhúng ha. Nhanh tay lên, bạn nào đặt hàng chúng ta sẽ có cơ hội đặt hàng trong livestream ngày hôm nay nha. Và nếu như mà các bạn chúng ta quan tâm những sản phẩm khác hay là chúng ta cần yêu cầu sản phẩm khác thì cứ comment ở đây, mỗi lần sẽ là một sản phẩm khác nhau. Và các bạn chúng ta đón xem livestream ngày thứ 2, thứ 6, nhắn mơ mà Kim Ngân rất là nhiều. Đón xem livestream ngày thứ 2, thứ 6 lúc 19 giờ tới 20 giờ các bạn đón xem. Ở đây thì có màu đen và màu xanh và màu hồng, thích màu nào thì chúng ta nhích màu đó. Này, ở đây thì nó có nghe rất là nhiều thứ đó. À, cái này là 450 còn 399.000 đồng các bạn. 450, 399 giảm giá cho các bạn ưu tiên ngày hôm nay luôn. Bao test cho các bạn, chúng ta sẽ bảo hành trong vòng 7 ngày. Nếu mà 7 ngày bạn có lỗi làm gì cứ mang ra đổi lại ha. Rồi chúng ta sẽ xài, tại vì các bạn thường xài chúng ta phải kỹ tí xíu. Các bạn đi hội họp rồi các bạn chúng ta không bắt điện thoại được, chúng ta phải muốn biết người nào gọi, hay là các bạn đang chạy ngoài đường mà chúng ta muốn biết được người nào gọi, hay chúng ta không nhận được cuộc gọi trực tiếp, thì chúng ta có thể mua chiếc đồng hồ này. Với giá là 399 là rất là đẹp, chúng ta có thể sử dụng được. Điện thoại của mình thì luôn luôn ở chế độ là mở, nhưng mà không biết là lúc ở ngoài đường ta bỏ vào giỏ, bỏ cướp xe, ta không có nghe được, không biết ai gọi, có những cuộc gọi quan trọng chúng ta lại bỏ qua, thì chúng ta có thể sử dụng chiếc đồng hồ này. Chiếc đồng hồ smartwatch này chúng ta có thể sử dụng kèm với lại
cái chiếc điện thoại cảm ứng của mình, sử dụng Android cũng được, iOS cũng được các bạn, Samsung, Oppo hay tất cả cái gì chúng ta hơi sử dụng được chiếc điện thoại này, chúng ta kết hợp, hoặc là các bạn chúng ta mua cái chiếc điện thoại này, chiếc đồng hồ này có SIM sẵn luôn, chúng ta xài một SIM riêng biệt, tức là chúng ta sẽ có một cái SIM riêng biệt để chúng ta xài ha các bạn, nhận tin nhắn qua đó luôn. Ví dụ như là các bạn chúng ta không thích kết nối qua điện thoại của mình thì chúng ta có thể mua một SIM khác, chúng ta gắn vào đây. Mua điện thoại ngay tặng cho bạn hai con chiếc này luôn nè. Anh ta lên cho mọi người. Anh ta lên mọi người ơi, mọi người ạ. Chia sẻ livestream mua hàng. Nếu các bạn ta mua một sản phẩm thì chúng ta sẽ được khách hàng tiếp, khách hàng thân thiết của livestream. Các bạn mua những lần sau sẽ được giảm giá khác biệt với giá livestream luôn. Các bạn sẽ được, ví dụ như các bạn chúng ta mua lần sau nữa thì các bạn sẽ được giảm giá từ lần trước giảm xuống thêm 50.000 đồng nữa cho bạn. Bạn nhớ chia sẻ nha. Rồi, khách hàng từ livestream xuống luôn. Nhanh dữ nha. Coi livestream mà từ bay qua luôn. Chứ đồng hồ. Mới bị lừa. Mới bị lừa vụ gì? Mua đồng hồ nè. Sao? Trên mạng bị lừa. Vậy sao? Tôi gửi về cái đồng hồ không đáng giá 50.000. Đồng hồ gì vậy? Cũng smartphone. Trời ơi. Đồng hồ đeo bình thường thôi, không có gì. Nó gửi cho em cái này mà giống như đồ chơi em cũng chịu. Nó gửi một cái đồng hồ hoàn toàn khác luôn. Em ghét quá, em chụp hình gửi nó chặn phay luôn. Ai kêu? Em cho con bé kia luôn rồi, nó đang cần hồ không cho luôn. Vậy mà mua 300 mấy hả? 299, 300 ngàn gửi vô đây. Em đợi cả tuần lễ mong gần chết luôn. Về cái đồng hồ vậy đó. Em xài điện thoại gì vậy? iPhone cũng có cái Android nữa. Cái Android. Chị chỉ cho em đưa tay nè. Em đừng ở đây vậy nó chỉ đi dùng. Nhưng mà cái mặt bự còn cái màu gì nữa không? Do cái tay nhỏ có màu hồng nữa. Linh ơi, lại hướng dẫn cho chị Linh ơi. Màu đen, màu hồng, tại cái tay mình nhỏ cái anh nữa. Mặt bự mà có những loại nhỏ khác nữa. Em lấy cái màu hồng á. Màu hồng thì cái này kiểu này là màu hồng. Ở đây thì nè. Cái này là anh có Linh. Nó có nhờ cuộc gọi trên bà. Có nhiều mẫu lắm. Lên hướng dẫn chị mấy cái mẫu. Để cho em coi cái mẫu. Mẫu đồng hồ, đồng hồ nè. Đồng hồ. Đồng hồ có mặt nào nhỏ nhỏ, còn không thì lấy cái này cái màu hồng để chị coi. Giống như quái bò. Tại cái tay mình nhỏ quá thôi. Cái tay anh đeo thì nó cái tay mình nhỏ thì đeo, nhưng mà đồng hồ của Oppo nó vẫn bự vậy mà, cái bảng nó vẫn bự vậy mà, Oppo nó vẫn bự vậy, đâu có nhỏ này. Này đúng chuẩn, đúng say hả? Dễ thương hơn hả? Thì nó đúng chuẩn của Oppo luôn. Ghét đến nỗi mà nó phải ráng kiếm tiền mua cái cuốn Oppo rồi. Oppo anh nó ăn quá hơn chị, Oppo quá nó mặt nó nhỏ hơn, và nó nhỏ hơn. Nhưng mà anh thấy bữa hôm cũng mua thấy nó cũng không có đáng giá lắm, cũng không có xài gì nhiều á. Chỉ cần nghe gọi đi ngoài đường không mà. Không, em thời trang không chứ không cần nghe. Đúng rồi, anh cũng cần thời trang. Này thời trang nó đẹp. Em mê đồng hồ. Này thời trang thì đâu bao đẹp rồi. Đúng thời trang. Cái tiết kiệm của chị đây là nó bán được một sự. Kiểu đó mà có bao dây màu hồng không? Cái dây. Hả? Chai của em. Bé quá à, anh thấy cái này nó đẹp. Đâu lấy cái này mạnh mẽ nó cá tính lắm mà. Đeo bự nó cá tính chứ đâu có gì đâu. Anh chỉ còn có cái này thôi hả? Dạ. Màu đó với màu đó với màu hồng. Màu hồng mặt tròn, màu mặt tròn nhìn. Đâu lấy cho em coi kỹ. Mặt tròn là giống như gừ sắp vậy đó chị, nó bự nha. Cứ lấy cho. Mấy cái đó được càng. Rồi mọi người chia sẻ nha mọi người nha. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái chiếc đồng hồ kiểu như là iPhone đây, chúng ta sẽ có mặt luôn, có SIM sẵn luôn nha mọi người, gắn SIM vào cũng được. Chị cho. Và các bạn mua trên livestream mà sẽ được giảm giá từ 450, chúng ta sẽ còn 399.000. 399 luôn ha các bạn. Và tặng cho các bạn những cái con thú nhúng luôn. Và ngày hôm nay thì Điện Máy VIP sẽ có những cái chương trình giảm giá riêng cho các bạn. Giảm giá riêng cho các bạn, và nếu như các bạn ta mua một sản phẩm trên live thì chúng ta vẫn được tính là khách hàng VIP của chương trình. Và ở đây thì chúng ta có khá là nhiều những cái sản phẩm phù hợp cho các bạn ta lựa chọn.
Và nếu như mà các bạn chúng ta quan tâm sản phẩm nào thì chúng ta cứ comment ở đây, Minh Đại sẽ nghe tư vấn cho các bạn luôn. Các bạn hãy nhớ nha, ở đây thì chúng ta có khá là nhiều những sản phẩm phụ kiện và mỗi một tuần Minh Đại sẽ live stream cho các bạn. Trồng vô trước thì xong để cái nút nào nó phù hợp chúng ta bấm vào, chứ không có trồng vô sau. Rồi mọi người nhanh chóng chia sẻ cho mọi người ơi. Kéo cho chị. Không có, em trồng vô trước thì sao cực được. Ở ngoài trồng vô Linh, ở ngoài trồng vô. Ở ngoài trồng vô đó. Rồi vậy cái là lần tới thôi, là cái gì đâu. Đơn giản mà. Chị nghĩ cái nút trong. Lần tới nút nào vừa bấm vô bật cái là xong. Rồi mọi người nhớ chia sẻ nha. Cũng đeo không được, cái kia em cũng có mua cái thử nhưng nó cũng đeo kia. Anh thấy lần được mà em chưa quen á. Ê, các bạn nhớ chia sẻ nha. Chúng ta chọc vào đây, chọc vào trước. Xong rồi chúng ta sẽ đưa cái tay vào và chọc dễ. Tay này đầu bự á. Cái này là tương đương với 444. Ai kêu tay em nhỏ? Chị này là 38 chứ gì còn bự luôn. Cái này nếu mà không nhỏ bằng ở trong á anh đeo được chứ. Cái ta anh cũng còn anh biết rồi, thấy cái ta em dọn lên liền là anh kiếm cái màu khác coi, có cái nào khác coi được thì ấy được thôi. Đây có cái đồng hồ nào khác anh đeo đẹp á, anh đeo dưỡng đẹp tên kỳ quá. Ông mở phần 7 ở chút nào ạ? À? Chỗ nào ạ? Gần lỗ bò bên sang á. À rồi biết, bên mé bên anh luôn, anh trong đó vậy hả? Dạ anh cái trong đó trong bệ thiết vệ vô vậy hả? Ừ. Trời ơi anh sớm không biết. Rồi các bạn ta mua sẽ được giảm giá ngày hôm nay nha các bạn nha, với 450 giảm còn 399.000 đồng và các bạn sẽ được tặng thêm hai cái cuốn đúng nữa các bạn. Rất là đẹp, rất là sang luôn các bạn, ta rất là thời trang ha, ta đeo cho anh thời trang ha. Em trắng có đeo màu sáng sáng, màu xanh này cũng đẹp nữa mà, màu xanh mặt nhỏ. Này đúng là nam đeo, gái đeo hơi bự, gái là phải có da có thịt. Rồi các bạn ta nhớ chia sẻ livestream nha các bạn. Rồi các bạn chúng ta nếu mà mua cứ comment tại đây ha các bạn, comment tại đây chúng tôi sẽ tư vấn trực tiếp cho các bạn ở những lần sau và livestream ngày thứ 2, 4, 6 lúc 19 giờ tới 20 giờ nha.